Sư phụ ơi, làm sao để có cảm hứng làm việc vậy sư phụ? Hãy hoàn thành một việc gì đó. Một việc gì đó là việc gì thưa sư phụ? Một việc gì đó, đó có thể là rửa chén, đó có thể là quét nhà, đó có thể là viết một status đăng trên Facebook của bạn. Rồi sao nữa sư phụ? Rồi hãy tiếp tục hoàn thành một việc gì đó. Các bạn thân mến, đừng đợi có cảm hứng mới làm việc, mà hãy làm việc để có cảm hứng. Mình thích thì mình làm thôi, mình thích là được rồi. Anh đâu nghĩ chị em ơi, khi anh đã yêu em rồi. Mình thích là được thôi, mình thích là vui rồi. Mình thích thì chung đôi đến cuối đời. Mình thích thì mình yêu thôi, cùng đi đến chân trời. Mình thích thì mình làm thôi, cùng bay nhé em ơi. Mình thích thì mình vui thôi, cùng trao nhau tiếng cười. Mình thích là được rồi, ta cùng bay em hơn.